chào bà con nhé. Hôm nay mình giới thiệu cho bà con lô đất mặt tiền từ giáp ở nhà đó về tới chiếc ô tô này là rộng 63m, chiều sâu là 65m. Trong đất có 600m, 800m đất thổ cư nhé, đất ở đây cách trung tâm thị trấn huyện Esup khoảng 2,5 cây số. Trên đất thì có nhà ở, trồng cây ăn trái, điều, cao su. Đây, đường này quy hoạch 20,5m nhé. Đối diện là cây nước đây. Giá bán là 17 triệu một mét. Tổng diện tích là 63,665, 800 mét thổ cư. Đất thì trồng cao su, cây, ít cây ăn trái, và có nhà ở. Đây, anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ cho mình, số điện thoại 0946156879, gặp em Ly nhé. Nhà ở đây. Xin chào, kết thúc video này.